anh ba gác anh thù mình nha, còn anh xe bán tải anh thù mình chứ. Xe tải nhau mà cũng hụt nhau thiệt chứ, ghê chứ. Hello, hello. Này, từ này em chạy xuống Cao Lãnh á. Quốc lộ 62. Đường Phạm Văn Đồng. Bên mít bên sòi sọc pin sao giờ chữ không. Thank you.